Xin chào quý vị khán giả, mình là Trần Anh Huy, mình hiện tại đang là một diễn viên và MC. Ngày hôm nay mình tham gia chương trình 24 giờ thử yêu đến đây để tham gia chương trình này và để tìm cho mình một cô gái đúng như ý mà mình mong muốn. Độc thân hả? Độc thân thì trước đó 3 năm thì Huy có thích một cô bạn gái và mình thương nhiều quá cho nên là mình bị giống như là ngộ nhận vậy đó, nên nhiều khi cũng hơi phiền người ta. Trong lúc chờ đợi chắc bây giờ mình phải dự đoán thử coi là ngày hôm nay mình sẽ đón cái người mà hẹn hò với mình ai. Chắc là ai ta? Môn Thanh Thủy. Cái mà mình mong muốn được hẹn hò. Ai nữa ta? Chuyên Vũ. Chuyên Vũ xinh nè. Ai nữa ta? Bi Du hả? Bi Du chắc không có đâu. Bi Du là có là mình biết rồi. Tôi sáng giờ hết run luôn. Tôi tưởng ai tôi run từ sáng tới giờ. Xin chào khán giả của chương trình 24 giờ thử yêu, mình là Tường Linh. Hiện tại thì mình đang làm trong công việc nghệ thuật, diễn viên và người mẫu. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi tham gia chương trình 24 giờ thử yêu và mình sẽ có 24 giờ để thử yêu hẹn hò với một chàng trai đến từ chương trình. Linh chưa có bao giờ có một mối quan hệ nào yêu đương với những bạn cùng làm trong nghệ thuật hết. Vậy bởi vì chắc là duyên chưa tới hay như thế nào đó là mình cũng chưa có cơ hội để tìm hiểu mấy bạn trong nghệ thuật. Nên bây giờ mà để mà suy nghĩ là mình muốn quen ai trong nghệ thuật thì cũng khó quá. Chết rồi, giờ ông đã cười tới hết. Không được rồi mấy chị hả? Mình tỉnh là sao nè? Ủa anh có biết là em vậy? Không, anh đang hồi, anh đang anh là, biết là em hả? Anh đang rất là hồi hộp mà chương trình nói là yên tâm đi với một cô gái rất là xinh đẹp, rất là ok, đúng luôn rồi. Cô gái lý tưởng mà Huy mong muốn tìm được trong chương trình ngày hôm nay là một cô gái tóc dài, mắt hơi to, mũi cao một tí, môi chú chím nhỏ nhỏ, tính cách dễ thương, nhẹ nhàng, thông minh và biết lắng nghe và chịu chia sẻ. Là sáng giờ em hồi hộp. Hồi hộp thiệt đúng không? Tại đâu không biết đúng không? Ai chứ. Bây giờ quay lại chương trình. Chị ơi, đổi có người khác. Chị ơi, đổi có người khác. Em thấy không happy lắm, em đang tưởng tượng một sói ca nè, hiểu không? Cái gu của mình thì cũng không có gì rõ ràng lắm. Mình thích những người cũng nói chuyện ngu với mình, cũng hơi nhây một xíu, lầy lầy một xíu. Tại vì mình cũng hơi khủng một chút nên cũng hy vọng là bạn đó có thể chịu được cái tính đó của mình. Một chàng trai đi cùng mình thì phải ga lăng và chiều chuộng, tại vì ai có gái cũng thích được chiều mà. Thật ra thì đã giờ, trước giờ á, Linh Ni cứ Linh tên ở nhà luôn, kêu tên dễ thương, kêu tên quê của ấy. Thật ra là cũng giới thiệu mọi người tên quen giới thiệu với mọi người là Tường Linh là một người bạn cũng nói chung là cũng chơi với nhau cũng lâu rồi. Và trước đó thì khi mà thấy bạn của Huy đăng hình của Linh lên Facebook á, thì ngày xưa nha cũng rất là thích Tường Linh, tại vì Tường Linh có cái mặt kiểu đúng kiểu con gái mà Huy thích á, kiểu nhưng mà ngày xưa lúc đó thì Linh vẫn đang học sinh viên, chưa có tham gia nghệ thuật. Đúng rồi lúc đó chưa lâu, lúc đó chưa trở thành hoa hậu hay á hậu gì đúng không? Hoa hậu, chưa trở thành hoa hậu. Đó, chưa có làm nghệ thuật, cũng không có chơi thân, gọi là chơi thân thì cũng có chơi thân nhưng mà gần đây có vẻ là có duyên hơn.